Học Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào chị. Dạ, chị chào em. Dạ. Chị chào quý vị khán giả đây. Chị chào quý vị khán giả và cộng đồng mạng. Rồi, sẵn thì chị cho quý vị khán giả cũng như các anh sắp đến với chị biết là chị tên gì, sinh năm bao nhiêu. Dạ, chị tên Võ Thị Hường, sinh 1957. Mình đến từ đâu chị? Từ Thạnh Hóa. Dạ. Thạnh Hóa, Long An. Rồi. Giờ để tiếp tục cuộc trò chuyện, chị có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như video với mục đích là kết nối tình duyên, đăng lên mạng xã hội và không xóa được hả chị? Rồi, đúng. Chị chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Rồi, đúng. Rồi, hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao ạ? Ông xã mất nay mười mấy năm rồi. Dạ. Mình với ông xã có bao nhiêu người con? Được ông xã trước thì thôi thì được hai người, tới ông xã sau thì được một người con gái, nay là hăm mấy tuổi rồi thì yeah. Chị cũng gả nó rồi. Yeah. Nói chung là các con lớn là con lớn hết rồi, cũng bận cho chị ha. Yeah. Rồi hiện nay mình ở Long An, mình ở nhà mình hay nhà trọ chị? Nhà mình. Nhà mình ha. Chị cho các anh biết là mình cao nhiêu, nặng nhiêu á? Cao chắc thước năm mấy quá, 55 quá, nặng 55 kg. Dạ. Cũng lùng lùng mập mập. Rồi hiện nay mình làm công việc gì để sinh sống vậy? Chị thì cái nghề chị lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, cũng vẫn còn hoài vậy chứ không có đổi khác gì hết, đánh lọt với tàu hũ với đậu nành. Là bán chạy Thạnh Hóa mình. Chị là buôn bán ha? Dạ, buôn bán, kiểu như nhà không có ruộng, không có đất gì hết, vậy có nhờ được hai cái nhà. Dạ. Thôi kệ, mình buôn bán cũng được. Buôn bán sống. Thu nhập như tháng có đủ mình chi tiêu không chị? Đủ, nếu mình tiền này tiền kia một mình thì sống thoải mái. Ừ. Dạ. Tại nói chung thì ngày nào cũng bán thì nói chung thì cũng có tiền đó. Dạ. Rồi, trong cuộc sống chị có điểm mạnh, điểm yếu gì cho các anh biết không đi? Điểm mạnh thì kiểu như chị thích cái gì là chị làm cho được mới được, còn không được là chị ào ực lắm. Yeah. Còn như điểm yếu thì như thấy ai ngoài đường người ta không tiền hay gì đâu, mình có thể là mình có thì mình cho người ta, giúp đỡ người ta. Yeah. Người ta không có gạo thì mình có gì cái mình gì cho mình đó, cho hả? Cái nấy. Yeah. Rồi hôm nay chị lên chương trình này, hy vọng là sau video này mình sẽ kiếm được nửa yêu thương để hết cô đơn ha. Yeah. Rồi những lúc mà mình buôn bán rảnh rỗi á, mình có sở thích gì không? Thì ở nhà nói chung thì nhà cũng có cái tuần lo, nhiều khi buồn buồn vậy á, cái làm xong công chuyện hết rồi cái giữ cháu á. Dạ. Nhà còn đứa cháu ngoại 4 tuổi thì 4 giờ vậy là rước về, rồi nhiều khi buồn buồn thì hai bà cháu hát chơi. Chị nhìn đây nè, ngồi đừng có lắc chị ha, mình ngồi yên đây nhìn đây. Rồi. Vậy là chị hiện tại thì ở với đứa con gái? Giờ chị ở với đứa con gái. Ừ. Rể thì nó chạy xe, còn con gái thì nó đi làm công ty. Dạ. Cuộc sống trong hàng ngày mình có khó tính gì không? Không, nói chung là chị không có khó, dễ chứ không khó. Nhưng mà có cái là nói phải thật lòng chứ nói dối là chị không đồng ý. Nó là vậy đó. Thì cái gì cũng phải thật lòng nó hay hơn. Đúng rồi. Nói dối là chị biết được là giận luôn ha. Hơi lăng nhăng á, nhăn hoài luôn á. Dạ. Nói thiệt, dài lắm. Nhăn nhăn thế nào mà bỏ thật nói dối thôi ha. Đúng rồi, nhăn hoài luôn, chừng nào bỏ tật thì thôi à. Dạ. Rồi hôm nay chị đến với chương trình này thì chị cứ đưa ra cái tiêu chí của mình đi. Ví dụ như là cái mảnh ghép sắp tới đó, chị muốn anh đó như thế nào? Chị có quan trọng chiều cao cân nặng không? Anh đó cũng nằm dạng cũng như 65-70 kg, 65 kg đi. 65 kg trung trung người đó, đừng cao quá mà đừng mập quá. Dạ. Điều kiện đó là anh đó không nhậu thì cũng không được, nhưng mà nhậu cũng phải có cái lối về, nói chung là vậy. Nhưng mà không rượu chè thì không được, có mà ít thôi, hơn nữa là không cờ bạc, không đá gà, không gái gú. Thì chị thích những cái người như vậy, với lại biết yêu thương vợ con. Dạ. Thì nói chung người phụ nữ thì ai cũng muốn mấy anh đó như vậy hết á, chứ không ai muốn mấy anh vô ba cái vụ kia. Rồi độ tuổi là như thế nào chị? Độ tuổi thì giờ chị năm mấy rồi, nằm dạng 65 trở lại đi. Đừng có nhỏ hơn, bây giờ chị nói thiệt với em là chị ngán nhỏ lắm.
Là bằng tuổi chị trở lên ha? Đúng rồi, 65, tầng, ha? Tầng tuổi chị trở lên, 65 trở lại. Rồi chị muốn anh đó là ví dụ như tính tình như thế nào? Có gia trưởng khó tính gì không? Tính tình anh đó đừng gia trưởng. Thì chị cứ bày tỏ ra đi cho các anh hiểu. Chị đừng gia trưởng là được rồi. Chị có quan trọng phần tôn giáo không? Chị muốn anh đó bằng cùng nhưng đạo. Nhưng mà đạo nào cũng được, chứ đây là đạo Cao Đài. Cùng đạo thì càng tốt ha. Mà đúng rồi, nếu mà cùng đạo, đạo thì càng tốt. Đúng rồi. Sao đơn giản như ta? Đơn giản biết hỏi gì giờ. Em chỉ là người gợi ý thôi. Nên rồi. Chị là phải đưa ra cái quan điểm của chị để cho các anh hiểu chị hơn đó. Rồi chị ở Long An. Ở Long An, Thành Hóa. Chị muốn anh đó ở vùng miền nào mới hợp với mình? Giờ tùy duyên đi, giờ không biết vùng nào để mình chọn nữa. Vậy anh nào hợp với mình thì mình thương thôi ha. Đúng rồi, hợp rồi, có cái lòng thương người thì đón nhận gì được rồi. Chứ giờ không biết làm sao để nói á. Rồi chị thì các con cũng lớn rồi, ở một mình. Đúng rồi, các con thì nói chung lớn rồi. Chị muốn anh đó đến với chị là về phần con cái nó như thế nào? Là phải, nếu mà về sống chung thì cũng được, còn không thì nếu như vậy thì để, nếu mà như vậy thì để tìm hiểu với nhau đi, chứ đâu phải mình cái nào cũng được. Không, ý em nói là dụ như là chị muốn anh đó là con cái cũng lớn như chị hết rồi, riêng tư hay là ở chung? Riêng tư. Kiểu như giờ chị làm thì chị bỏ túi riêng vậy đó, còn con làm thì nó cũng bỏ túi riêng luôn, kiểu như là không có ấy. Như em nghe chị tâm sự nãy giờ, chị có nói thì chị cũng có nhà cửa, thậm chí tới 2 căn luôn đó. Đúng rồi. Rồi chị muốn phần anh đó là có nhà cửa gì không? Nếu có cũng được, còn không có thì cũng được chứ. Cũng dễ mà. Không có ở đâu giờ? Thì giờ em, giờ nói chung là chị hai cái nhà. Thì nói chung vậy đi. Rồi. Chị hiện nay là làm buôn bán, kinh tế thì nó thu nhập cũng ổn định ha. Đúng rồi, ổn định. Chị muốn anh đó là công ăn việc làm như thế nào? Công người đó cũng phải có công chuyện làm á. Dạ. Thì cũng như mạnh thằng nào nấy làm đi. Chứ bây giờ nói chung thì còn khỏe mà. Thì mạnh người nào nấy làm đi, rồi cũng như mình gom lại những cái lúc mình tuổi già mình không làm được, thì mình lấy cái món đó ra, cái đồng tiền đó ra để mình xử lý sử dụng. Dạ. Nói vậy. Rồi chỉ có quan trọng là cái công việc anh nó làm không, ngành nghề á? Làm nghề hả? Nghề nào cũng được ha? Dạ, nghề nào cũng được, miễn có tiền là được. Dạ. Chứ dài cũng không biết nghề nào nói. Chị cũng đơn giản quá trời luôn mà mấy anh không nhanh tay nữa là thôi đó. Rồi chị cứ nêu quan điểm mình ra đi. Thì nãy em nói từ đầu em chỉ là người gợi ý thôi, còn cái mảnh ghép là của chị, nên chị phải nói rõ để cho các anh hiểu về chị hơn, quá không? Thì anh nào đồng cảm thì gọi, không đồng cảm thì đừng gọi lại để mất thời gian. Thì đúng rồi. Giờ thì duyên đi, chứ giờ cũng không biết sao mà mình chọn. Nếu mình chọn là lỡ người ta không có đến với mình, cộng đồng mạng nó cười chết. Vậy thôi, vẫn là tùy duyên á. Rồi đúng rồi, tùy duyên đi. Rồi, nói chung thì bây giờ các chị lên chương trình thì chỉ giới thiệu bản thân, và cũng chỉ là để tùy duyên. Nên em Ngọc Diệp thì cũng đã nói là các chị có nêu rõ quan điểm. Rồi, đúng mà rồi. Chị nói sơ sơ vậy thì chị rất là đơn giản rồi, nên em cũng không có hỏi gì thêm nữa. Sau này ai gặp ai thì mình tìm hiểu thêm á. Rồi, rồi đúng rồi. Rồi chị gửi lời gì đến các anh đây? Giờ gửi lời thì giờ nói chung thì giờ mấy anh mà có lướt qua nhìn thấy rồi có cái đồng cảm thì gọi đến chương trình để gặp, để mình tiếp xúc với nhau. Dạ. Rồi chị chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Rồi hôm nay em cũng cảm ơn chị đến với chương trình ha. Chị cũng khi, cảm ơn em. Kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị, cô chú, anh chị và các bạn một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống.